Alo. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong C đấu thứ 3 thôi. Màn hình máy của game thủ Chip Boy cầm Roman. Vâng, chưa có rừng. Đồ ăn là có lẽ đã sẽ đủ thôi, sẽ đủ để lên đời 3 thôi. Vâng, nhưng chưa có rừng. Và gắn đi Phonesian. Nhưng Phonesian là một bài vâng nửa sa mạc, không muốn xem một chút nào với một cái bài như thế này. Thế dựa hai tường nhưng không có rừng. Vâng, quân thì có vẻ là vâng cũng được xem là không thua thiệt quá nhiều so với Hà Nội. Nhưng bài thì là quá xấu ở những thời điểm đầu như thế này. Vâng, một bài chủ lực siêu xấu. Thôi, đến màn hình máy của cầu thủ Chip Boy thôi. Vâng, Chip Boy tương đối nhiều rừng, nhưng Chip Boy lại là người cầm Roman. Vâng, quân ở bên Hà Nội ở trong trận đấu này có một Maxe và một Sen. Ở bên mình thì có một Roman và một Phonesian. Vâng, so với quân thì các bạn cũng sẽ biết là Maxe có lẽ là vâng theo lẽ bình thường vẫn sẽ đánh chém thôi, đánh chém thủ y. Vâng, những con y trên đồng 3 thì những con cung R Phonesian không là quá đáng ngại. Còn với Sen với sức vâng với việc ép đời là không quá khó khăn. Và vâng có thể nói là ép quân thì cũng khá dễ dàng. Nên Roman thì cũng không quá đáng sợ. Hơi căng một cái bài như thế này. Một bài Roman là khỏe. Nhưng liệu có cân được vâng ít nhất là 1,5 nhà hay không? Khi mà kim thủ Gunny là một bài cực kỳ xấu. Vâng, cùng cầu nguyện và hy vọng thôi. Một bài Roman rất đẹp về đồ ăn. Vâng, đồ ăn là cực kỳ đẹp. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. BS đầu cũng được thiết kế là rất rất sớm. Nhưng quan trọng là cái sức chiến đấu thôi. Vâng, Chip Boy từ đầu trận đến giờ vẫn đang thi đấu tốt, đánh tốt. Vâng, nhưng đây là ca có lẽ là ca khó cho game thủ Chip Boy. Và cần nếu muốn trưởng thành thì cần phải vượt qua những cái ca khó như thế này. Màn hình máy của game thủ Gunny bắt đầu xuất hiện những cánh rừng nhưng vẫn cực kỳ thưa thớt và không có thế đánh cung. Tiếp tục quay trở về màn hình máy game thủ Chip Boy, tạm lại 22/24. Tại cùng xem Chip Boy ép với bao nhiêu dần và sẽ kích được ở bao nhiêu. Bài đồ ăn là rất nhiều, vẫn còn một bãi hiêu nữa dành cho game thủ Chip Boy để làm lực chém. Đã là 23 nông dân rồi. Như vậy là một bài 7-2x của game thủ Chip Boy. Gunny ăn vâng ăn nốt cái chỗ quả còn lại này của game thủ Chip Boy rồi. Bãi vàng là không quá đẹp dành cho game thủ Chip Boy. Vâng, Roman khá nhiều nông dân đang ép gỗ. Như vậy là có nhà ở phía bên này rồi. Không biết nhà của game thủ nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem có nhà của game thủ rất gần với nhà game thủ Chip Boy. Nằm ở góc khoảng gần 4 giờ. BM và BL đang được gấp rút thiết kế. Một trận trong 9. Vâng, trong 9 của Chip Boy. Chip Boy đang ép tốt. Thi đấu ngày hôm nay đang thi đấu tốt. Vâng, ngày hôm nay Game TV sẽ vâng ra quân với vâng với 3 game thủ. À xin lỗi, 3 là 4 game thủ. Vâng, Hồng Anh, No 1, Chip Boy và Chim Sẻ Nắng. Vâng, cặp kia thì vẫn đang thi đấu. Và tỷ số về C đang là 2-1. Còn vâng, cái cặp này, cái cặp mang vâng ý nghĩa màu cờ sắc áo hơn nhiều so với cặp kia. Cặp kia đang thi đấu vâng có lẽ là nội bộ. Còn cặp này thì vâng đang thi đấu với team Hà Nội. 24 là cái tham này lúc này. Bò bế bãi vàng vào. Có quả thêm một bãi quả nữa.
Như vậy là nhà cầm thủ Hoàng Mai Nhi, phía này là nhà cầm thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi là người cầm sen và đánh chém. Maxe cũng đánh chém. Chúng ta cùng chờ xem Maxe đánh gì. Ôi Hoàng Mai Nhi giàu quá. Hoàng Mai Nhi quá nhiều sắc voi ngay cạnh nhà chính. Vâng, ai sẽ là người lên? Như vậy là Hoàng Mai Nhi là người lên. Vâng, chết rồi. Như vậy là Hoàng Mai Nhi là người lên cái công nghệ thứ hai sớm hơn. Chip boy có lẽ là không để ý điều đó. 1P. Vâng, sóc chém và 1P. Chúng ta hãy cùng chờ xem tên này. Vâng, ai sẽ là người thủ tốt hơn. Vâng, hai chém. Có lẽ là nên lên bánh xe sớm. Vâng, Hoàng Mai Nhi là người cầm sen và cực kỳ kinh quái trong những tên đi quân. Vì vậy cần lên bánh xe sớm. Tạm thời cầm chân được Hoàng Mai Nhi. Gunny tham lai 27. Vâng, như vậy là một pha Gunny ở gần nhà cầm thủ Mỹ Đình cầm Maxe. Maxe cũng có giò. Như vậy là cả hai cùng đánh chém. Trèo lên dốc một chút. Vâng, Mỹ Đình cũng cực kỳ khôn khéo, cũng leo lên dốc BA thứ hai. Bây giờ thì kéo nông dân vào bò lại bãi gỗ. Liệu có kịp hay không? Cần phải rất nhiều thao tác tay trong tuần này. Vâng, thêm một cái ruộng. Con vừa giò Mỹ Đình đã đẩy sang đây rồi. Cần phải báo cho cầm thủ Chip Boy. Vâng, Chip Boy bị lạc đà của cầm thủ Hoàng Mai Nhi chơi. Nhưng Chip Boy cũng đã có bánh xe. Lọt rồi. Hoàng Mai Nhi chưa bánh xe. Vào. Thêm tí nữa. Chạy đâu em? Ôi, như vậy là chạy ngược trở lại. Vâng, Hoàng Mai Nhi tạm thời vâng hơi luống cuống trong cái tình huống mà bị lọt nhà. Vâng, bãi vàng bị lọt. Nhưng có lẽ là Hoàng Mai Nhi cũng chỉ mất 1-2 dân gì đó thôi. Và chậm nhịp độ để quân đi một chút. Vào rồi, như vậy là thêm tí gỗ nữa. Vâng, thêm tí vàng và thêm tí gỗ. Vâng, câu chuyện rất hay đến từ game thủ Chip Boy trong trận đấu này. Vâng, một chút vàng và một chút gỗ. Vâng, Hoàng Mai Nhi vẫn đang bị game thủ Chip Boy có thể nói là sâu mũi ở trong mọi tình huống. Rất hay đến từ game thủ Chip Boy trong tình huống này. Vâng, một câu chuyện được kể bởi game thủ Chip Boy. Một câu chuyện Roman và Sen. Vâng, Chip Boy đang là người dẫn chuyện. Còn Hoàng Mai Nhi đang đóng, vâng, đang đóng vai là người diễn viên. Vâng, tác giả Chip Boy đang viết chuyện khá hay. Sau khi vâng kể về xong Hoàng Mai Nhi, bây giờ thì Chip Boy tiếp tục kể về cầm thủ Mỹ Đình. Gunny thì sao? Gunny bắt đầu bị những con đi của cầm thủ Mỹ Đình chơi rồi. Vâng, không biết đã là chiêng đồng 3 hay chưa. Căng cò 37 là tham lai lúc này cầm thủ Gunny. Vâng, la vào. Vâng, câu chuyện vẫn đang được viết tiếp. Vâng, Chip Boy vẫn đang viết chuyện cực kỳ hay. La vào vẩy e. Đúng rồi, tiếp tục vẩy. Cố lên em. Vâng, có cung rồi. Tí nữa đi em. Cực kỳ nhiều nông dân ở phía trong của game thủ Mỹ Đình. Vâng, tác giả câu chuyện chính là game thủ Chip Boy. Viết cực kỳ hay, một câu chuyện đầy cảm xúc, đầy những giọt nước mắt và những có cả những giọt máu. Vâng, giọt máu đến từ Hoàng Mai Nhi và game thủ Mỹ Đình. Gunny tham lai 40. Vâng, nhưng thời điểm này bây giờ chuẩn bị bắt. Chạy dân, ôm. Đúng rồi, ôm và chạy, còn bây giờ thì bắt. Bắt lạc đà. Vậy kìa. Rồi, thêm tí nữa. Ôi dồi ôi, game thủ Gunny hơi chậm. Vâng, hơi chậm trong tình huống vừa rồi. Tham lai 39, nhưng hãy cẩn thận những con y của game thủ Mỹ Đình. Mỹ Đình không còn quá nhiều lực, nhưng Hoàng Mai Nhi sẽ là một cái mê bơ. Game thủ Chip Boy tham lai 35. Chip Boy có cần phải thủ y cho game thủ Gunny hay không? Không phải e, game thủ Chip Boy cũng hơi mất tay trong tình huống này. Vâng, có lẽ phải e là được một con lạc đà, mọi thứ sẽ đảo chiều. Nhưng tình huống vừa rồi thì Chip Boy không có tay về e. Tham lai tụt xuống còn 29, hãy cẩn thận. Hoàng Mai Nhi đang khỏe. Hoàng Mai Nhi vẫn đang khỏe. Ăn thêm con voi này nữa. Ôi, thôi. Thôi, oảng, tên này oảng. Ăn được lạc đà, không ăn được thì phải. Dường như là không ăn được con lạc đà. Thôi, nhưng vẫn ăn được con lạc đà. Nhưng tên này thủ là cực kỳ khó. Không lọt. Gunny tình hình nào rồi? 46. Tạm thời đáng khỏe.
và bắt đầu chăn dắt Hoàng Mai Nhi đi sai. Được, trận đấu đánh hay. Vâng, Chim Boy đánh rất hay ở trận đấu vừa rồi. Tỷ số là 1-0 ở trong xê đấu thứ 3. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo trong xê đấu thứ 3.